xin chào các bạn quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với series Minecraft Minigame. Và đây là Noob. Xin chào. Hello, đây là Kiểu. Xin chào. Rồi, rồi. Lạc loài vào trong này. Xin chào. Rồi, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái cuộc chiến. Đó, nói chung là đấu trường, gọi là đấu trường. Đấu trường Beacon đây. Đây, trước tiên thì chúng ta sẽ phải chọn vào đây, chọn các cái vũ khí, cái trang bị khởi đầu của chúng ta. Ở đây thì mình sẽ cho các bạn xem các trang bị trước tiên. Đấy, ví dụ đây. Đây là cái cung này. Đấy, bắn cung này, nhưng mình không thích bắn cung. Không thích kiểu xạ thủ mấy. Đây, cái này là đánh gây cháy này. Đó, trời ơi. Cách xa đâu ra nhá. Gian khổng lồ. Đâu, pixel ra. Đây, à, vẫn là cung các bạn ơi. Đây là bên phép thuật phải không? Mình xem nào. Rồi, ok, cái kiếm này thì nó sẽ có khả năng đánh bật lùi này. Rồi, các bạn thấy không? Đánh bật lùi level 30 luôn. Longbow, ok. Cung sức mạnh luôn. Ui. Rồi, đây là kiếm sát thủ Assassin, sắc bén 10 sức tấn công luôn các bạn ơi. Rồi, rất là mạnh. Đây là kiếm knockback này. Rồi, chúng ta có tanker. Cái kiếm này chắc có khả năng ấy, búp máu kìa. Wow. Còn kiếm này là các bạn thấy không? Speed boost. Ok, chắc có lẽ rằng là mình sẽ chọn cái The Flash này. Đấy. Ok chưa? À, chúng ta sẽ thoát ra và ra chỗ chuẩn bị bắt đầu này. À, bắt đầu đấy. Rồi. Pixel đâu rồi? Đây, đang ra đây, trời ơi. Rồi, ok. Chọn team trước. Chờ Pixel đã, mình có lẽ chọn team Emerald đi. Ok, chúng ta sẽ vô. Rồi. Đây, nhiệm vụ của chúng ta đó là phải chạy qua các cái điểm beacon này để có thể lấy những các cái hiệu ứng các bạn này. Thế nên là hãy cố gắng là nhận được những nhiều point xịn sò nhất nhá. Rồi, bắt đầu mình là team Flash, thế nên là mình nghĩ rằng mình sẽ phải đi lấy. Chạy rất nhanh. Ừ, chạy rất nhanh, thế là sẽ đi cố gắng là đi lấy các cái point này nhiều nhất có thể. Sau đó thì mới đánh nhau các bạn ơi. Không lên hổ báo cáo trồn trước. Đấy, kệ các bạn thôi, chắc chắn là các bạn sẽ không nhanh bằng mình. Pixel à? Đánh nhau rồi, bắt đầu đánh nhau rồi. Đấy, ai là người sống sót cuối cùng là người chiến thắng thôi, đơn giản vậy thôi. Cái này sức mạnh phải không? Rồi, kệ thôi. Nhiệt độ. Trời, con này đi chậm thế. À, kill xong luôn rồi hả? Rồi, một shot. Trời ơi. Ô, kill tàng hình thôi mà. Tàng hình. Sao tàng hình à? Tàng hình ra chạy nhông nhông, nhảy nhông nhông thế mà tàng hình hả? Rồi, ok. Chúng ta có hiệu gì đây? Hay là một cái beacon chỉ dành cho một người đây ạ? Rồi, ok. Ờ, hình như là thế đấy. Đúng rồi. Và Pixel vẫn được cái tăng hình này. Nút beacon là chỉ kiểu như là chỉ Ê, Núp có thấy Pixel đâu không? Có, à đây, có thấy cầm cái cung đây. Cầm cái cung đây. Thảm nào. Rồi, ok. Pixel tăng hình rồi, từ đấy bước ra mình mới trôi vào để tăng hình. À, mình được tăng hình rồi. Đó, mỗi cái beacon này nó có thời gian loát đấy mà. Trời ơi, thế mà mọi người cứ tưởng là vào đấy là lấy được luôn à. Bực ghê. Rồi. Ừ, thôi bắt đầu coi như là nháp đi nhỉ. Đấy, núp tàng hình. Rồi, mình tàng hình đó. Núp tàng hình các bạn ơi. Rồi, chỗ này là chạy nhanh này các bạn ơi. Ok. Chạy. Bắt đầu chúng ta sẽ đi săn. Sau khi mình được full hiệu ứng núp rồi thì mình sẽ đi săn. Núp đang tàng hình các bạn ơi. Mình kêu buồn lắm. Đi xem đâu ta? Trời ơi, kẻ kêu. Pixel đang tàng hình nha, rất khó để tìm. Pixel đâu ta? Chạy rất là nhanh, thế nên là khó tìm lắm. Cái này mình phải chiến thuật, lần sau mình sẽ chọn cái. Đây, núp đây có ngon ra đây. Chạy như siêu nhân luôn. Thanh kiếm. Thanh kiếm rồi. Chạy nhanh thế. Đứng lại đi, trời ơi, sao cứ chạy nhanh thế, ai mà chơi được. Một giây. Ai mà chơi được. Đúng rồi. Ai mà chơi được. Đúng rồi. Ai mà chơi được. Trời ơi, mình chạy quá nhanh luôn, thề luôn là cái cung này mất lại thật đấy. Ủa? Cái cung phải lấy chạy nhanh. Tại vì không cho mọi người tiếp cận. Cái cung phải chạy chậm. Ok. Game đầu thì thôi, nháp cũng được, không sao cả, bạn ơi, chơi để cho chúng ta biết được cách chơi. Rồi, bắt đầu vào chọn lại đi. Ôi, mình vào nhầm game select rồi các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào chọn lại vũ khí nào. À ha. Mình sẽ chọn lại cho lại cái Assassin. Rồi, ok. Ok, thích Assassin cũng được cả. Rồi, mình sẽ chạy nhanh các bạn ơi. Okay, chúng ta sẽ vào để start game nào. Không, mình sẽ đánh tank đi. Mình sẽ chọn beacon sắt đi. Team sắt đi. Ơ, tại sao vẫn chưa chọn được này? Đợi xíu nha các bạn. Rồi. Kiểu chọn Assassin rồi.
anh đều. Rồi ok, đừng nghe chạp pixel các bạn này. Chúng ta sẽ có cuộc. Nào, bây giờ bắt đầu nhá. Nào vào chọn tin đi. Rồi ok, vô. Này, mình sắt ở bên này các bạn này. Trước tiên mình sẽ chạy. Mình nghĩ rằng là mình nên đi đi kiếm cái gì trước ta. Sang bên vàng trước đi. Hết giờ. Chạy xong bây giờ sang bên vàng trước đi. Run. Ui. Ôi, hai người quay mất hai cái này rồi. Chạy. Bên kim cương kìa. À, kim cương kiều chưa lấy luôn. Lấy rồi. Chơi kim cương kìa. Lấy rồi. Ui, chạy nhanh quá. Đổi luôn. Trời ơi, kiều được 2 point rồi. Chắc có lẽ rồi mình sẽ ra sang bên kim cương mình lấy rồi. Ui, point sức mạnh này. Kiều có tăng hình rồi kìa. Ấy. Ấy. Thế rồi. Rồi, kiều đang đánh mình. Rồi làm sao? Rồi hai cái trúng, ba cái trúng, bốn cái rồi. Làm sao? Khô máu đi. Đúng rồi. Các bạn ơi. Rồi, kiểu rồi, kiểu chạy rồi, biết chưa ơi. Rồi ok, mình vào đây. Ok. Rồi. Mình có tăng hình à? Lại vào lấy chạy nhanh. Em ơi. Tăng hình. Rồi bây giờ màu vàng là cái gì đấy? Ui, vàng nhiều máu thế. Đạn đạn lúc nãy chém núp mãi không chết. 20 heo. Ui. Núp gần chết rồi. Sức mạnh nữa. Trời ơi. Các bạn thấy không? Ui giời ơi, trời trời. Ui. Ôi, núp bị giết rồi. Rồi ok, mình đã die. Trời ơi, mẹ còn còn hai thanh niên kia thôi. Kiều đâu nhỉ? Ui mạnh thế. Cái của mình là chạy nhanh đó các bạn ơi, nhưng mà mình lại mà yếu đúng không? Đúng rồi, mình rất là chém một lúc mà rất là yếu. Rồi mình sẽ trở đây đi. Tăng hình à? Mình sẽ vào sức mạnh tiếp này. Kiều đã tăng hình đấy, cẩn thận. Đây này, ngoe. Rồi mình sẽ TP qua các bạn để xem nhá. Đâu xem nào. Kiều một thanh niên là thấy một thanh niên. Kiều đang tàn hình, Pixel cũng tàn hình luôn, cả hai người tàn hình luôn. Hai người không cầm kiếm thì có mà đến ngày mai mới tìm thấy nhau. Ở đây rồi. Pixel đâu? Pixel đây. Đâu? Chạy quá nhanh luôn, không nhìn thấy đâu luôn bạn ơi. Kiều đâu? Trời ơi, gã xuất sinh gì mà cầm kiếm lên. Kiều cầm gần nút mà. Cầm kiếm lên. À đây rồi. Đằng sau kìa. Đây rồi. Búc luôn. Đây rồi. Ôi. Cái gì đây? Mạnh lắm, thề luôn là trời mạnh lắm. Trời ơi, mạnh thế. Ấy, diễn núp đi để chúng ta bắt đầu game mới nào. Rồi ok, game đầu tiên Kiều thắng. Trời ơi. Trời ơi, mạnh thật. Rồi ok, tiếp tục. Mình tanh mà mình sẽ chọn mấy cái là khác các bạn ơi. Trời ơi, rất tanh này. Mình vẫn thích assassin. Thích giết người ha. Gì đây? Hai người chọn assassin được mà. Cái nắp quách. Đó, assassin đánh nhau với assassin. Mình sẽ chọn cái gì đây? Trời ơi. Nha. À không, mình chọn cái này các bạn ơi. Tìm vàng. Đánh mất lùi. Chém to lưu không? Đây ok, mình chọn vũ khí này các bạn ơi. Gây cháy, gây cháy. Rồi, chờ núp nha. Núp vào đi. Ở đây nấp. Ok. Rồi. Và tìm đi. Trời ơi, tranh nhau tìm hoài. Đây rồi. Vô. Solo. 5, 4. Đếm lâu thế. 3, 2, 1. Mình nghĩ là mình nên chọn cái beacon này. Bởi vì beacon này nó rất có lợi. Trời ơi. Ui, sao lúc nào mình cũng bị tránh beacon này. Beacon này nó rất có lợi các bạn ơi. Chạy sang vàng nào. Bởi vì sao? Chạy nhanh nó rất có lợi. Ui được sức mạnh này. Đi xem cẩn thận. Núp sang rồi đây. Ui. Chém kinh thế. Huy. Đi xem có sức mạnh rồi tấn công mà. Giết. Trời ơi. Sức mạnh là gì? Đâu rồi? Sức mạnh là gì? Chạy rồi. 19. Trời ơi, núp cấu máu bị xe xong núp lại chạy đấy. 17. Chạy rồi. Sao bên này rồi? Chạy rồi các bạn. Trời ơi, mình lại không được có beacon nào nữa rồi. Chạy rồi, giờ đây chạy rồi. Kiều lại tàng hình rồi đúng không? Đúng. Ta đây. Đây kìa. Trời ơi, Kiều ra mất. Ui, lại bị lấy nốt beacon kia rồi à? Thật mình ý nhỉ? Chạy rồi. Chạy đâu bạn ơi, hồi máu đã. Trời ơi. Mình được full đi. Mình được full beacon rồi. Này. Ok.
mình được phun đi tên này. Tên này. Chạy. Chạy, chắc bị phát hiện mất. Kiểu cái tàng hình ghét thật các bạn ạ. Assassin mà. Để giết người thấy chưa? Assassin này, assassin này, assassin, assassin này, assassin, assassin này, assassin này, assassin này, assassin này, assassin này. Lúc chơi đánh lửa này là đánh dấu mất. Đúng rồi, thế mới có lợi. Tàn hình vẫn 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 phải chết rồi. Một bé xong rồi. Yes. Rồi ôi. Tại sao? Lúc á, lúc không biết đâu. Trời ơi, lúc chém một cái pixel đai luôn. Trời ơi, sao vẫn bị cháy này? Vẫn bị bốc khói à? Không, nó chắc là bị hiệu ứng cháy rồi chứ. Lag. Chứ pixel vẫn còn lên. Lag rồi. Rồi. Đi lên. Tiếp đây này. Nước sẽ chọn vũ khí khác. Mình có lên chọn tên là mũi tên rất là khó bạn ơi. Chọn tên rất là khó, gây cháy thì chơi rồi. Khật cung mình sẽ không chọn bạn ơi. Cung bất lợi lắm, đừng chọn cung. Chọn cung á, trời ơi, chạy cơ mà, còn lâu mới bắn được. Rồi, ok, mình sẽ chọn vũ khí này. Đánh mật đùi level 30. Khó mà đánh được mình. Rồi, vô. Rồi, ok. Ôi trời ơi. Rồi, không sao, mình sẽ lấy cái tàng hình trước các bạn này. Thì cái tàng hình nó có lẽ là sẽ lợi hơn. Kiều đang có chạy nhanh ấy, Kiều sẽ ra tàng hình trước. Thế thì mình lại sợ quá nhờ. Nào. Tranh nhau bị cười. Tăng sinh lực á. Trời ơi, sinh lực làm gì đâu. Đi rồi. Làm gì được? Hả? Làm gì được? Mày đang đánh nhau. Làm gì được? Mình sẽ qua đây. Dám chiếm bị cướp đâu. Làm gì được? Sao không lấy bị cướp trước nhỉ? Còn lâu mới cho ra. À, chạy được rồi. Chết rồi. Chắc là mình phải đứng đây thủ đấy bạn ơi. Sức mạnh. Mình phải lại làm từ đầu rồi. Bởi vì là cái beacon này nó phải hồi. Mình phải lấy ra đây. Ngon ra đây. Ta khô máu mấy người luôn. Ta sẽ đẩy người xuống vực. Đi chỗ khác chơi. Đi chỗ khác chơi. Nhờ. Nào làm sao? Kiểu mày. Đi chỗ khác chơi. Mày nghĩ thế. Cái tài luôn là cái đánh mà lùi thì khó chịu kinh khủng khiếp luôn ạ. Rồi, mình mới là Kiều đang tàng hình ở pixel không thấy đâu ạ. Tiêu diệt pixel trước đã rồi tính sau. Tốc độ đây rồi. Ôi ôi, mình đứng trước mặt pixel luôn ạ. Pixel không thấy mình các bạn ơi. Ôi, mọi người lấy hết poi còn mình thôi. Chết rồi, xong rồi. Run. Trận này chọn đâu cái này anh? Công nhận là lợi thật các bạn ơi. Đánh bật đùi rất là lợi. Nhưng mà khổ nỗi là khổ cái là đi lấy beacon thua mọi người hết. Giờ biết thế vừa lấy mình chọn cái này trước này. Chọn cái này trước là đường chạy nhanh là giờ này ổn lắm rồi. Chờ cái này đi. Chờ cái này hồi các bạn ơi. Hồi đi beacon ơi. Mình cũng có tàng hình rồi, trời ơi. Đi chỗ khác, làm sao? Làm sao? Chém nhau. Loạn sinh đấu lên rồi. Mình ra ngoài rồi, không được chơi mọi người nữa. Ôi ôi, xin chết tôi. Ôi, Kiều chạy nhanh đấy. Xin chết tôi các bạn ơi. Rồi à? Ôi mọi người chạy nhanh quá các bạn ơi. Lại được tăng sinh lực. Chạy. Đâu. Rapan. Ai ơi, vì sao lại lấy luôn kìa. Hết tăng hình rồi. Hết tăng hình rồi. Nguy hiểm. Run. Vì sao lấy luôn cái sức mạnh rồi các bạn ơi. Chắc có lẽ mình sẽ ra canh cái kia. Cái kia là video vừa lên đâu nhỉ? Xong thế mọi người đâu nhỉ? Thế tôi rồi, lần này thề các bạn luôn. Cái sao cái trận này mình khổ vậy? Không được một... À bên kia có người... Làm sao? Hết tàn hình rồi. Làm sao? Làm sao? Làm sao? Làm sao? Làm sao?
ăn sống luôn. Ôi. Yes, ok. Hai thanh niên giết mình luôn. Trời ơi. Nhưng mà kêu ăn mạng này. Đây. Rồi. Ây ôi. Trời ơi. Kìa 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 kìa. Rồi mình xem. Trời ơi các bạn thấy không? Hơi bị khó luôn. Trong trận này mình bí đấy nhờ. Mình kiếm được mỗi cái tàng hình thôi. Xong là đắt luôn. Chạy rất là chậm. Trời ơi. Chưa thấy cái nào hồi nhỉ? Chưa thấy cái nào hồi. Kìu đâu nhỉ? Kìu á. Trời ơi kìu chạy nhanh lắm. Cẩn thận đấy. Sang 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 bên kia kìa. Đó, hình như ở đấy đấy, chém quanh đi, chém quanh khu đấy đi bởi vì kêu tàng hình mà. Không có à? Thế thế à, thế thế sang bên ấy bên Emerald. Trời ơi đâu rồi? Ra lấy cái tàng hình đi. Trời ơi. Chém quanh đi, trời ơi gặp đâu chém đấy. Lấy tàng hình à? Không không không, bên vàng đây rồi. Bây giờ đang chạy sang bên Emerald đấy. Đấy đây là chạy chạy cho Pixel rồi, chiến rồi. Chiến. Trời ơi. Chiến. Chiến. Trời ơi, cuộc chiến mà không nhìn thấy kiếm đâu. À không nhìn thấy người đâu, chỉ thấy kiếm. Đó đó đó. Trời ơi. Chém. Trời ơi. Ai ơi. Đằng sau kìa. Đâu rồi mọi người đâu rồi? À đây. Chú cái hệ cái hệ flash ấy đánh rất chạy rất là nhanh gọi là vừa lấy ấy kìa vẫn được kìa kìa hết tăng hình rồi cứu hết tăng hình rồi kìa tiêu diệt kiểu đi Pixel ra chỗ đứng hóng tăng hình ấy trời ơi ấy kiểu kiểu ra lấy chạy nhanh kìa cả tăng hình nữa cả kiểu Pixel đâu ta các bạn thấy máu rồi đang đợi máu đang đợi máu đang đợi máu các bạn ơi rồi luôn hay tốc độ rồi để rồi kiều đang chuẩn bị ra cho Pixel kìa. Ôi giời, Pixel lướt qua mình như một con gió luôn. Hello bạn, hello bạn. Anh ơi. Đâu nhỉ? Hả? Đâu nhỉ? Trời ơi, tìm nhau khó vậy. Ra giữa quất nhau đi kiều ơi. Đây 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 đây. Trời ơi. Chém chém. Ui. Rồi luôn. Thấy chưa? Anh, giết đâu đi, giết đâu đi để kiều win này. Rồi. Trời ơi, kiểu win này. Trời ơi, ok thì có lẽ rằng là trời ơi. Quá nói chung là quá là hấp dẫn. Ơ lại muốn chơi nữa à? Thôi. Thôi 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 thôi. Trời ơi. Trời ơi. Pixel đi đâu? Thì Pixel lại chắc là định muốn báo thù. Chạy vào đây rồi. Trời ok ơi, thì có lẽ rằng là cái mini game PVP đấu trường Beacon đến đây là kết thúc rồi. Và nếu các bạn yêu thích cái series này, yêu thích cái mini game này thì đừng quên để lại một like cũng như đăng ký kênh của Pixel, đăng ký kênh của Kiều nha. Và xin chào gặp lại. Bye bye. Bye bye.